Thank you.
Đứng yên đi. Ô, không có nước lạnh à?
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đen nữa nhưng mà một trận anh Dương kiếm 500 cơ mà. Mà hôm nay tính ra bao nhiêu trận? 12 trận. Bao nhiêu tiền? Chứ còn chi nữa. 10 trận 5 triệu anh ạ. Ừ, mà hôm nay 12 trận. Nay 12 trận. Ngày là 11 triệu. Tháng nào 4 chủ nhật. Tháng nào 4 chủ nhật thôi, không cần nhiều. Dứa mẹ ảo nhỉ. Cứ trận bóng 500. Dương cái tháng đi anh Dương tiêu tiền không phải nghỉ. Anh Dương có nhận dạy chụp ảnh với dạy làm ảnh không? Anh có nhận dạy chụp ảnh với làm ảnh không? Không quan trọng. Tác nghiệp được là được. Dạ. Khét nha. Anh đẳng cấp. Bảo rằng ngày anh kiếm 10 triệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bên đây bên nắng như bên kia ăn thua gì? Đấy ngược hẳn nắng luôn. Bóng lên mái rồi. Hey!
Hey!
Mấy ngày
Hey!